Hai xin chào mọi người, mình là Gil. Và năm mới rồi thì các bạn có chuẩn bị gì cho gia đình mình chưa? Còn gia đình mình thì như thế này nè mấy bạn. Đã lại như thế nào? Giờ 12 giờ mấy bạn ơi, nhà nào cũng phải mở cửa như vậy chân mấy bạn, để rước tài rước lộc vô nhà mấy bạn. Rồi người ta chuẩn bị bánh cúng đồ cái thứ để cho năm mới nó hên xíu. Hôm nay là mùng 1 Tết và hôm nay mình sẽ đi xin lì xì để nhận được may mắn từ những cái lì xì đó, kiểu như mình nhận được tài lộc vậy mấy bạn. Thì người ta treo lộc lên một cái cây gì đó để người ta hái, thì người ta gọi đó là hái lộc. Vô đây đó mấy bạn, Tết thì anh em đồ chơi xung tốt gì vậy đó, chỉ mới gọi là Tết chứ bạn. Ở đây thôi dữ mà. Đi về cái là còn cái nguyên à, quay bà nội thì không. Gì mới đẹp nè. Gì vậy phải tự nhiên không con? Nhà chị cô Tư con mới tự nhiên không? Quay chứ không chụp hình. Tôi biết. Tôi phải quay gì đó. Thank you.
gia đình mình là vậy đó mấy bạn. Gia đình hòa thuận, ấm ấm, sum vầy. Và cũng không kém phần bận rộn vào ngày Tết nữa. Vậy thế nên năm nay ít đi chúc Tết bởi vì do dịch Covid và mọi người quá là bận rộn. Mình rất cần một cái like và subscribe và comment ý nghĩ của các bạn ở bên dưới để mình có động lực làm những video ý nghĩa hơn. Ok, bye. À quên, chúc các bạn năm mới an lành và thật là nhiều thành công trong cuộc sống.